bạn đến với kênh vlog của My. Hôm nay thì My đang có mặt ở quán của em gái của nghệ sĩ Trấn Thành. Thì quán có tên là Ama. Quán đang nằm ở địa chỉ số là 23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất. Bây giờ thì mời mấy bạn cùng vào bên trong quán để xem quán có bán những món ăn gì nha. Mình đã ra trong quán đây nè các bạn. Thì mới vừa bước vào cửa thì các bạn sẽ thấy ngay cái quầy lễ tân nha. Thì các bạn sẽ lại đặt bàn trước ở chỗ quầy lễ tân này. Khi mà mới vào thì bảo vệ sẽ đưa cho mình một cái tờ danh thiếp. Thì ở trên tờ danh thiếp này là có số hotline để mình sẽ gọi đặt bàn trước nha. Còn nếu như mà bạn nào mà đi sớm thì có thể là đến ngay trực tiếp ngay chỗ quầy lễ tân để đặt bàn luôn ha. Kế bên quầy lễ tân thì mình thấy là cái quầy pha chế nước uống nha. Ở quầy pha chế nước uống này thì mình thấy là trang trí rất là nhiều những cái hũ thủy tinh như thế này nè. Rồi kế tiếp là có những cái lò với lại những cái nồi đun thuốc, với lại những giống những cái thang thuốc của Hồng Kông xưa cũ gì đó mấy bạn, mà mình hay xem ở trong phim Hồng Kông á. Được treo như thế này nè, để trang trí rất là đẹp luôn. Phía bên đây thì có trang trí thêm những chiếc bình hồ lô nha. Khu vực bên đây là khu vực để nấu ăn. Mình thấy có những cái bảng bằng gỗ có những cái chữ Hồng Kông như thế này. Phía dưới thì có những cái tờ báo hình Hồng Kông xưa cũ á các bạn. Mình thấy quán làm đồ ăn rất là đẹp nha, cách trang trí rất là đẹp luôn. Mấy bạn thấy hấp dẫn chưa? Quán bài trí đồ ăn rất là bắt mắt nha. Còn đây là những khách mà đặt mua về á, đặt mua đồ ăn về các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên lầu 1 nha các bạn. Vì mình đặt bàn á thì đặt ở trên lầu 1 nha. Mình đã lên tới lầu 1 rồi nè. Thì khi mà bước lên tới khu vực ở trên đây á thì mình thấy là ở trên tường á trang trí rất là nhiều những cái tấm hình xưa cũ. Cộng với lại là những cái chiếc đèn thả xuống như thế này màu đỏ, ánh vàng. Cảm giác giống như là mình đang đi qua Hồng Kông để thưởng thức những món ăn Hồng Kông vậy đó các bạn. Các bạn thấy đó, rất là nhiều những cái hình ảnh cũng như là những cái tờ báo xưa cũ của Hồng Kông nha.
ở trên tường thì có viết thêm những cái chữ Hồng Kông rất là đẹp luôn. Phía bên đây thì mình thấy trang trí rất là nhiều những cái sững như thế này nè. Khu vực mà có để bảng là khách đã đặt bàn rồi nha. Mình nếu mà mình đi từ hai người thì mình có thể ngồi ở khu vực này. Quán thì trang trí mỗi khu thì có mỗi cái lồng đèn khác nhau nha. Phía bên đây cũng là những cái tờ báo, những cái tấm tranh của Hồng Kông xưa cũ. Mình vô trong quán á, mình thấy có cảm giác á, là vừa có một chút cổ, hoài cổ nè, và có một chút hiện đại nữa. Quán trang trí rất là nhiều hình ảnh xưa cũ, trông rất là đẹp luôn, rất là lạ. Còn đây là menu của quán nha. Quán thì bán rất là nhiều đồ ăn như là dim sum, BBQ, các món xào nè, các món hủ tiếu, các món mì, các món cơm nữa. Dim sum rất là nhiều luôn, đủ loại hết. Ngoài ra còn có canh nè, rồi súp nữa. Có thêm vịt quay nè, gà và tôm, và những cái món ăn mà chế biến được chế biến từ đậu hũ nữa nha. Kèm theo đó là nhiều loại trà nóng nè, cũng như là nhiều loại thức uống, và có cả trà sữa nữa, có cả bia, rồi có thêm bánh nướng và những loại chè. Mình thấy ở trên bàn được đặt sẵn những cái chiếc chén dĩa sẵn ở trên bàn vậy ha. Thì đồ ăn của mình đã ra tới rồi nè các bạn. Đây là món nấm đen nha. Nghe cái tên rất là lạ luôn. Còn đây là món hủ tiếu chay. Thì món nấm và món hủ tiếu chay này thì chay mặn đều dùng được nha các bạn. Bên đây là món mì xá xíu. Trong mì xá xíu thì mình thấy có cải thìa nè, thịt xá xíu và sợi mì. Món này ăn rất là thơm nha các bạn. Ăn rất là lạ. Sợi mì thì ăn rất là ngon luôn. Ở đây mình có gọi thêm một cái phần dim sum, đó là món bánh bao hấp nha. Ở trong cái món bánh bao này thì có nhân xíu mại nha các bạn. Món này thì mình sẽ chấm kèm với lại nước dầu giấm ở phía dưới nè các bạn. Cái nước dầu giấm này thì nó chua chua, ngọt ngọt. Nếu mà bạn nào mà ăn không quen với lại cái nước dầu giấm này thì mình có thể thay vào mình ăn với lại nước tương hay là xì dầu nha.
Ở đây mình có gọi thêm một cái phần ăn như thế này, đó là cái phần cơm gà nha. Cơm gà của Ama. Thì phần cơm gà này sẽ gồm là một phần thịt gà nè, một chén cơm và một chén canh súp sườn, với thêm vài lát củ cải đỏ và củ cải trắng. Món này thì mình thấy có hai loại nước sốt đem ra để cho mình chấm, thì mình một là nước sốt gừng và một là nước tương nha. Thì mình thích loại nào thì mình có thể chấm loại đó. Chén cơm này thì ăn ở phía trong có thịt gà bằm nhỏ nha các bạn, ăn rất là thơm. Mình thấy những món ăn ở đây rất là ngon luôn, mình gọi bao nhiêu món đều ngon hết nha, rất là vừa miệng. Đây là cái bình trà sữa nè các bạn. Nhìn trông giống như là một chiếc lu vậy nha, nhỏ xinh. Mình thấy ai vô chung quán cũng hay là gọi cái món trà sữa này để uống thử hết ha. Mình có gọi thêm một bình trà nóng để nhâm nhi. Mấy bạn thấy đó, trên tường thì được trang trí rất là nhiều những cái chữ viết Hồng Kông như thế này. Mình nghe anh bảo vệ nói là quán bán rất là đông nha. Mới 10 giờ rưỡi mở cửa thôi nhưng mà quán đã rất là đông khách rồi. Và cho đến tối luôn, bán cho đến tối luôn. Thì mình ăn xong rồi thì nhân viên sẽ đưa cho mình cái bill tính tiền như thế này. Thì một lát mình sẽ đem xuống dưới quầy để tính tiền ha. Ở chỗ cái cầu thang mình đi xuống mình thấy cũng có trang trí những cái tờ báo như thế này, với lại có kèm theo những cái chữ ký. Mình xuống tới quầy tính tiền rồi nè. Mình thấy có một cái bảng này giống như hồi xưa mình coi trong phim vậy đó. Người ta tính tiền bằng cái bảng này nè. Thì các bạn sẽ tính tiền ở đây nha. Thì hôm nay My đã giới thiệu cho các bạn biết đến quán của em nghệ sĩ Trấn Thành rồi nha. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của My thì nhớ là like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều cái video mới tiếp theo của My Vlog nha. Bây giờ My xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.